về lại trường xưa với bao kỷ niệm. Ê, quay. Quay trường của mình cũng hát bài này, nhưng mà đều là không phải là trường của bọn mình. Rất là vui cũng đang luôn. Cũng đang hát rồi đó, cũng học trường ai. Đó, bởi vậy là hát tào lao như là trời mưa đấy mọi người. Mọi người thấy hôm nay bọn mình đang đứng ở dưới một khung cảnh rất là nên thơ, dưới một ngôi trường cấp 3 rất là xinh đẹp, tuy nhiên là trời mưa rất là to. Rồi, và trong số đất này thì bọn mình đã quyết định lựa chọn trường trung học phổ thông Lê Thánh Tông. Vì mình biết là ở quanh đây có rất nhiều đồ ăn ngon. Mà phải công nhận là mặc dù trời mưa nhưng mà mấy cô mấy chú dẫn nước vào bán cho mọi người. Cho nên là bây giờ mình sẽ ăn cái món đầu tiên những cái trời mưa này rất là phù hợp. Đi thôi. Món này rất hợp. Đi, đây, đi đây, liền. Đây. Bên đây nè. Hôm nay ăn gì? Đây, tôi thấy món này rất ngon nha mọi người. Tôi nói trời mưa chứ cái xe này khó tỏa ra nguyên khúc thơm banh luôn. Rồi, đầu tiên mình sẽ ăn thịt nướng, gà giòi sủng nướng. Ôi, ơi, còn có mè nữa nha. Anh ơi, cái dĩa nướng này uy tín ha. Đúng rồi. Cái này là cái dĩa nướng trong cái vậy mình rắc cái lại. Thịt nướng, bún chả. À đúng không? Cái mà bà mi quay món Hà Nội vậy đó. Đúng rồi. Quá vậy hấp dẫn luôn. Thịt này là để sẵn ở trên bếp luôn, cứ ăn tới đâu là nướng tới đấy, thơm phức. Đây là thường là mấy bạn ăn không á chị hay là có ăn với cái leo muối? Có vẻ thơm ha. Thơm quá vậy, thơm luôn á. Rồi cái trời mưa mưa này chứ cái xe nghi ngút khói thơm mà làm thơm banh luôn á. Chính xác. Em đấy. Làm tôi tưởng là tôi như đang ở bên Hàn Quốc. Hàn Quốc cơ. Anh Nhung ơi, anh Nhung ơi. 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 Anh Nhung mà công nhận là chị nướng hay ha, nó không kiểu bị cháy quá mà vẫn chín, mà cái mặt ở ngoài rất là đẹp luôn, cái màu vàng nhìn rất hấp dẫn ha. Ui nó ngọt thật, nhìn thấy cái từng ngụm ngụm á ngon. Ướp này là ướp rất là thơm mùi xả tỏi, hành tỏi nè, và có cái mùi thanh thản, mùi sả tế nữa, nó hơi cay cay nhẹ ngon nha. Ơ cái thịt với cái mỡ xen lẫn nhau rất đều luôn nha, ngon. Cũng xem xem mẹ ơi, cạnh tranh được với Marie Curie nha. Ướp quá nhiều quá. Tôi thấy là cái món này nó về cơ bản nó không có gì khó, là thậm chí là ở ngoài tôi nhớ là ở ngoài kia của tôi ấy là nướng chay luôn, không có ướp nướng mọi á, không ướp quá nhiều gia vị đâu, thì là cho mình ăn mình cảm nhận được cái sự thơm ngon của thịt. Đúng đó, mà quan trọng hơn nếu mà không ướp vào mình cảm nhận được mùi thịt tươi. Chính xác. Đây là nó hơi kỳ, nhưng mà thường là những cái chỗ thịt mà nó bị ấy thì người ta mới ướp nhiều. Đúng rồi, nghe đi, nhưng mà không, tôi nghĩ là thịt này tươi ngon, ăn không bị hôi nhạt được, dịu dịu. Nhưng mà ở chỗ này thì tôi thấy cái đặc biệt là cái dồi chứ phải cái này, nên là cái dồi đi. Cái mà nãy làm tôi muốn bước ở đây là dồi nha. Ngon quá. Nghe dồi nướng thì tưởng tượng tới mấy cái dồi mà trong đồ nướng Hàn Quốc á, nhưng mà không phải, cái này nó giống như là dồi chuồng của mình ăn cháo lòng hơn. Nhà giống cái xúc xích quá. Mà dồi chuồng mà chưa cắt ra. Rồi thử nha. Trời. Ê. Ăn cái này á làm cảm giác kiểu mà chống trường đánh tung nhào ra ua ra một phát ăn rồi đã hơn. Đó là sự kết hợp giữa dồi và xúc xích nữa. Tôi có nghe một cái mùi thơm xúc xích đứt nữa rất là thơm. Ủa cũng gọi á. Chính xác, đây là dồi xong dồi hun khói nha mọi người. Thơm quá. Ê, có cái lá này ăn thơm quá. Lá mưa. Mà ở trong nó còn lẫn cái sụn á. Hai nó giòn giòn thôi. Hay ha. Cái dồi nó giá là 10 điểm luôn nha. Ê, 10 ngàn một cây vậy là ok la nha. Quá hợp lý luôn. Ngon. Thì em ăn không thích Tây nhưng mà nó lai lai như vị Việt Nam đó. Đúng rồi. Rất là Việt Nam luôn. Ngon quá. Ngon quá. Bây giờ là tranh thủ là đi đi, còn nhiều quán lắm. Xung quanh trường này quá trời quán luôn. Đi. Nói chung là ăn ở không có gì làm cho hai anh quay phim ở không chơi vậy đó mà. Nếu chúng ta chia tay chúng ta sẽ rất buồn. Nếu mà chai qua thì chia tay. Rồi mình phải đi làm đi quá. Cái kia phải cái xe gỏi không? Kìa xe đó là xe gì? Bắp xào. Ê, đây là một sự kết hợp hoàn hảo, tôi rất thích hai món này luôn. Bắp xào trứng muối gỏi khô bò. Trời ơi, ngồi khỏi nó nhiều vô liền đi. Vô. Để em làm nha chị. Chị tin em không? Không, tin hả? Em ăn mà chị đâu có ăn đâu. Vừa hồi á, húp cái chảo úp xuống dưới đất rồi nghỉ ăn. Trời ơi, hát quá dữ rồi. Mít rồi đó. Mít thì mít. Đúng rồi. Ê, chiên. À dạ. Nhìn là biết, không thể biết nấu ăn rồi. Chuyên nghiệp chứ không phải là. Dầm cái bơ cho nó nóng chứ rồi nó tới chứ. Đó, dầm đi. Dạ. Chị ơi, em thấy là cái bắp này là em nghĩ là chị nên làm đó chị ơi. Tại vì chị này chỉ nè. Có gì chưa là đừng có lắc. À đừng lắc hả? Em đừng lắc em. Rồi thôi, giờ đi ra ngồi chờ chị làm đi. Em cảm ơn nha, rồi chị làm mấy để bạn nhà em cảm ơn ạ. Rồi, nhân dịp mà dẫn mấy bà đi ăn tour cổng trường, tôi cũng muốn giới thiệu tất cả với các bạn mà đang xem video này một em điện thoại rất phù hợp với các bạn học sinh sinh viên luôn. Phân khúc giá rẻ dành cho tất cả các bạn học sinh mà cảm thấy là muốn chi một cái khoản nào đó để mua một cái điện thoại, nhưng mà nếu mà mua những cái dòng mà cao cấp quá thì lại hơi nhiều tiền. Thì có cái dòng em điện thoại này đáp ứng đủ các chức năng luôn mà giá lại rất rẻ. Em gì vậy? Em này là em Oppo A78, dòng mới ra mắt luôn. Và tôi mua em này ở Seven Net. Trời ơi, bắt đầu
rồi đó. Rồi, nhưng chị có điện thoại mới chụp mấy tấm hình rửa đi. Ok, chụp mọi tấm hình rửa cho mọi người nha. À, cái dĩa khô bò chất lượng quá ha, chụp sao cho đẹp nha má. Wow, amazing, good job man. Tôi thấy là cái em điện thoại Oppo A78 này nha. Camera selfie 8 megapixel hỗ trợ HDR được trang bị đầy đủ các tính năng để chụp ảnh, đáp ứng nhu cầu sống ảo tất cả các bạn trẻ. Ngoài ra cái em điện thoại Oppo A78 này còn chụp ảnh chân dung xóa phông như một cái máy ảnh cơ luôn, quá là xịn sò. Rồi làm đẹp chân dung AI. Chính xác. Chụp ảnh làm nét siêu nhanh. Xịn sò không? Các bạn học sinh mà mua em này á là tuyệt vời luôn, mà giá lại rất rẻ. Giá trong túi tiền. Chính xác. Bây giờ ăn nha, hiện tại là hôm nay là tụi mình có gỏi khô bò với lại bắp xào chấm muối, đồng giá 30.000 nha mọi người. Sẵn ở đây là có hai loại cho mọi người lựa chọn, là bắp Mỹ, bắp Pháp luôn, nhưng mà tụi mình chọn là half half, mình mix lại luôn. Đây mà cái lấy nét nhanh vậy thì lấy chọn một khoảnh khắc luôn ha, không có sợ bị rung nét hình rồi đó. Chính xác đấy, trời ơi, quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Không có hai chấm muối mà thơm chấm muối. Có. Béo ngậy luôn. Thấy á. Chấm muối chị nghiền ra rồi. Nó ngậy ngậy á. Không hả? Mayonnaise ngon quá. Nhưng mà một cái là hành vi, đây là hành vi công nghiệp. Ngon quá mấy bà ơi. Phải công nhận là cái sự kết hợp giữa nếp và Mỹ nó ngon sao á. Nó vừa ngọt mà vừa dẻo. Cái mayonnaise ngậy thiệt, béo. Đúng hả? Cái thơm cái trứng muối ngậy. Nó bột bột bùi bùi trong miệng á. Nó ngon quá. Có là tôm khô nữa. Ruốc ruốc. Đó, ruốc đúng không? Ruốc. Khá nhiều ruốc luôn. Cho nên làm cho cái đĩa này nó đậm vị hơn. Đúng chứ đấy. Ăn nó thơm. Trời lạnh lạnh như ăn mấy cái món nóng này hợp hơn là mấy cái gỏi lạnh bụng như Linh nha. Linh cứ đòi ăn gỏi nãy giờ. Giờ ăn phải mà ngon. Nhưng mà nhìn thì đúng là mọi người ơi. Công trời ơi, bà nhìn cái miếng bọt khô bò nè. So với cái dĩa mà tôi ăn hồi cấp 3 thì cái dĩa này chấn động nha. Nó quá nhiều luôn á. Miếng gỏi, miếng bò cắt cũng to nữa. Ngon. Ngon. Bởi cái là ở đây gỏi không có thơm tôm. Thật ra những ai bụng yếu sự thật đau lòng, nhưng mà sự thật đau lòng thôi. Thì nó tất cả những cái món mà nó khô bò hay nước bò thì đều là mấy cái loại mà mua sẵn ngoài chợ. Cho nên là nó mình cũng không đảm bảo được vệ sinh này kia. Nhưng mà cái bụng này cũng sống bào ra. Đúng rồi, cho nên là mình nghĩ là ăn cái này ăn tối thì nó sẽ hơi dễ bị lạnh bụng như bạn nào yếu á. Nên mình đỡ nắng này. Mình vô cái xe này mình ăn bắp xào đi. Này để chưa ăn cho vui được. Ra thì là tối thì các bạn đi học về rồi, cho nên là chắc cũng không ăn uống gì nhiều, chỉ có buổi trưa thôi. Thử nha, nè thử tưởng tượng đi. Tại giờ đang trường ra một cái quốc một viên khô bò về, má hỏi ăn cơm không? Má ăn khô bò nao quá. Má sáng giờ đậu đậu thì sự. Ê đang ngồi để ăn mà thấy mùi gì thơm quá. Ê mùi bắp bơ. Phải mùi bắp bơ không? Đúng rồi. Ủa, thơm quá. Không phải là cái con đường này nó quá trời đồ ăn đó mọi người ơi. Đừng có ăn ngồi yên nữa được không? Đi tiếp đi. Thôi đi tiếp đi, năn nỉ á. Đây cô. Rồi, vừa rồi là ăn bắp rồi này, ăn gỏi rồi này, rồi ăn thịt xiên nướng, đồ dùng rồi. Nhưng mà tôi thấy là vẫn chưa đủ đô. Bây giờ mình phải tìm thêm một cái quán là nó hay ho. Tôi nghĩ là cái đường số 17 này á, không phải để tên số 17 nữa đâu. Tại vì lúc đặt số 17 là chưa biết đặt tên gì. Bây giờ nó đổi thành đường đồ ăn đi. Đồ ăn đường dài hết luôn, toàn đồ ăn không luôn à. Hai bên đường nó xe đồ ăn dựng đầy luôn á. Nó sáng cái đường luôn, cái đường không có đèn đường mà nó sáng trưng. Bây giờ mình chơi, mình random đi. Bây giờ có chè, bún mắm, tôi thấy là xoài lắc, cốc lắc, cá nhiên, súp cua. Và ý, không đó, bốn tuổi thơ. Bắt đầu được á. Được. Mỗi người cái, vui vẻ, vui vẻ. Hấp dẫn quá. Ôi, đây là tuổi thơ mọi người ơi. Tại vì bây giờ có rất là nhiều quán bán những cái bánh này mà kiểu nhân lava trứng muối, phô mai chảy. Nhưng mà cái topping của cô thì là vẫn là những cái loại truyền thống hồi xưa mình hay ăn đi học nha. Ồ, phô mai của cô là phô mai con bò cười nha. Cô cho rất nhiều phô mai luôn á. Ê, ngon quá. Cái của tôi đúng nhiều phô mai luôn. Tôi cũng vậy luôn. Tôi cũng vậy, chảy giờ đến cuối luôn. Từ 8 tới 12 ngàn, quá rẻ. Ôi, cô bán này ở đây lâu chưa cô? 20 năm. 20 năm cô bán ở trước cổng trường luôn. Hot dog cô Loan. Tại vì buổi tối mọi người, chứ chiều chiều hơn thì cô sẽ vừa đổ bánh vừa bán. Còn bây giờ là cô đã đổ luôn một lần rồi, tại tụi mình đi cũng hơi trễ á. Cái này mà tay học ra ăn một cái là tuyệt vời luôn. Ngon quá. Nếu mà là tôi, là tôi mua xong cái buổi trưa tôi mang vào, rồi cái chiều tôi xé mấy miếng tôi ăn lén giờ học. Ăn Dũng à? Ăn Dũng hả? Ngon quá. Thôi đi tiếp đi, đi tiếp đi. Tiếp thôi. Có một cái điểm chung của cái con đường này là những cô chú bán ở đây rất là lâu rồi. Cho nên mình để ý là họ bán ở đây không chỉ là về mặt kinh doanh mà rất là tình nghĩa, rất là dễ thương. Đối xử với học sinh xung quanh như con cháu và các bạn nói chuyện rất là dễ thương mọi người. Cho nên làm cho mình thiện luôn. Mình đi mua đồ ăn á, mình cũng cảm thấy nó vui vẻ dễ chịu thoải mái ha. Như cái cô dễ thương vậy, cái làm nó cũng kiểu đưng đưng về cái thời đi học của mình. Bồi hồi á, cũng đem mua trà sữa mà họ đổi một cái pin xong thiếu tiền trả, xong cái cô cũng nói thôi đi đi con cũng sao trả. Chứ chú hơi lố, hơi lố. Dễ thương á. Lại hơi lố nha. Không có thiệt. Gì cả. Ủa tiền chứ phải là không có tiền. Bây giờ ví dụ như là cái pin là 30, cái đem có 10.000 con đó. Con đem có 15.000 con đó không có sao cái vậy. Ví dụ vậy luôn. Ấy với lại kiểu là mua riết rồi đó, cái mấy hạt mấy cô chú bán quen cái xong nhớ bán thiếu. Cái thấy nhớ mặt mình, cái con này là mua như cũ phải không? Kiểu vậy á, dễ thương. Ngay cái góc ngã tư hồi nãy là ba quán cá viên chiên nằm ở ngay cái góc đó luôn. Nhưng mà mọi người biết sao không? Thông cảm là tại vì tụi mình đi nhiều quán quá á. Cho nên đôi khi tụi mình sẽ không có biết là quán nào là quán luôn. Ủa? À, trời ơi! Hỏi anh này!
Ê, tôi đấy là thế nào mình đi lên mình elip với mấy bạn có cái con mình như sao chị không ăn chỗ này sao chị không ăn chỗ kia á, kiểu mình sẽ đi miss qua rất là nhiều những quán mà nhiều người ăn ở đây nhưng tại vì tụi mình không có biết á mọi người, nên là thôi cứ review có nào hay ấn tượng chui vô có gì lần sau quay lại. Tôi thấy là một cái món ăn mà các bạn học sinh sinh viên mà không thể nào bỏ qua được đó chính là cá viên chiên đúng không? Cho nên là bây giờ tụi mình sẽ tìm một quán cá viên chiên, thấy ở trên chỗ cái khung đường này là có đến vài quán, bây giờ bọn mình sẽ chọn random một quán và để xem là bọn mình chọn có đúng cái quán mà các bạn học sinh sinh viên thích không. Quán gì đi, mấy quán gì là cái xe nó còn quá chung ở đất xe. Thôi, mà xếp có cái này đi, có cái này ổng không, có cái này xa đối diện đi. Một cái này đi. Đối diện đi mà. Đối diện đi. Đối diện đi. Ba quán không, có đứa một quán. Ok đi. Ôi, ăn gì bóc nha. À đúng thiên đường không? Ủa sao kêu ba đứa đi ba quán giờ tủ đây vậy? Cái gì ngon nhất rồi, vô đi. Rồi, quá trời hấp dẫn luôn. Để tôi lấy con Oppo A78 ra chụp hình nó nghe mấy bà. Ê, công nhận là nét ha. Trời mà sao tươi hơn ở bên ngoài luôn nghe, đúng không? Hoa cam hay ai đâu khác à. Ngoài ra em điện thoại Oppo A78 thu cũ lên đời tại Savonet chỉ với 5.490.000 đồng, một mức giá vô cùng tuyệt vời trên thị trường. Các bạn học sinh sinh viên nhớ tham khảo link ở phần dưới comment nha. Rồi, ở quán thứ ba này thì tụi mình đã chọn quán là cá viên chiên 5 sao nha. Hấp dẫn quá, bây giờ ăn nha. Chọn ăn cá viên chút rồi đánh giá cái quán này nha. Cá viên mà ngon là quán gì ngon? Ê, tôi thấy quán ở đây rất là đa dạng các loại để chọn luôn á. Cá viên thịt đầy, ngon. Cái này là nấm gì? Bò cuốn nấm. Nấm ninh chi. Ồ. Đấy, đó giờ tôi mới ăn bò cuốn nấm kim châm à. Lần đầu ăn cuốn nấm này á. Ở đây thì mình có tương cà tương đen, có cá tương xí muội luôn, rất là đa dạng và có thêm một dĩa dưa lê muối luôn nha. Cái này muốn hết nhiêu? Một đĩa này là hết tầm 200 ngàn. 199. Cũng được. Không có cái gì chắc kiểu mà còn có thịt bò nữa nè, rồi còn có xúc xích phô mai, nem nướng rồi cái chảo. Tôi thấy là các cái xiên nướng ở đây là ngoài là để nướng ăn như thế này thì ngoài ra còn có để phục vụ lẩu nữa. Đó, ở quán này còn bán lẩu nữa mà tôi thấy là nếu một phần lẩu tự chọn như này ăn cũng rất là hợp lý tại vì chất lượng của cái topping này là quá xịn sò. Thấy là ngon liền luôn. Thế bò cuốn xúc xích hả? Đúng rồi. Ôi, hấp dẫn quá vậy. Thơm. Ôi bạn ơi, ổn mọi người. Cái chất lượng ở đây nó không phải là chất lượng cá viên lề đường nữa. Đây là một cái quán gọi hàng gì đặt là 5 sao nha, nó một cái đẳng cấp khác rồi mọi người. Trên con đường số 17 này có rất nhiều đồ ăn ngon và chất lượng. Đó, và cái quán cá viên chiên 5 sao này là một trong những quán chất lượng như vậy. Em thử rồi chưa? Ngon quá. Chả giò này, chả giò trong cái hộp đông lạnh mà mua siêu thị quá. Chứ phải là kiểu thịt mà cũ cũ hay là chua chua nha. Đúng rồi. Trời lắm. Giò xin sò. Ăn vô một cái là biết là cá viên chiên là cá viên kiểu là mới á, nó không có bị cũ, nó không có mùi bị để đông lạnh để cũ á. Ngon, chất lượng nha, dẻo. Chả giò không có mấy con cái à. Ngon ghê á. Ê, quán này làm ok quá nè, chất lượng quá nè. Rồi, và đó là tour cổng trường Lê Thánh Tôn của tụi mình. Mọi người cảm thấy như thế nào, đây có phải là những quán mà mọi người hay ăn hay không? Chứ nãy giờ tụi mình đi á, thật sự là tụi mình choáng ngợp với cái độ phủ sóng của đồ ăn ở trên con đường này luôn á. Nói chung là tụi mình đã quay hết gần đa số các trường gọi là đại học rồi, nên là tụi mình đã chuyển hướng phân khúc là trường trung học phổ thông. Nhưng mà cái chọn cái trường này với con đường này nó có nhiều đồ ăn, nhưng mà nếu bạn thích tụi mình review những cái quán nào gọi là cái tour cổng trường nào nữa thì hãy comment tụi mình biết nha. Phải là cua mà trường mà thiệt là nhiều món ngon mới được nha. Ê, gửi cái đường cái trường xong rồi ha, gửi luôn những cái món mình nên ăn ở trong đó. Đúng rồi, chúng ta khảo trước luôn nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip này nha, đừng quên like subscribe cho hôm nay ăn gì. Ở đây ngon thiệt nha mấy má, phải đến đây ăn. Hôm nay ăn gì?